và mặc trang phục thể thao. À, mặc trang phục thể thao. Họ nói đây nó là vậy, nhưng mà tại vì chị nghĩ á là chị thấp hơn cái Thanh kia. Chị cần cúi xuống là đủ. Và bây giờ xin mời chị chọn. Quà Hiệp thấy là chị Siêu Lách đang rất là do dự, không biết là chọn số nào đây. Quà Hiệp nghĩ rằng các bạn khán giả ơi, hãy giúp cho chị Siêu Lách đi nào. Số mấy các bạn? Nhiều số. Số 2, số 6, số 5. Chị thấy số 5 nhiều lắm, cho nên là chị cũng thích số lẻ, cho nên là chị chọn số 5. Số 5. Vậy thì chúng ta hãy xem ô số 5 là trò chơi gì nha. 1, 2, 3. Panadol cảm cúm. Hãy ủng hộ cho Siêu Black để Siêu Black chinh phục thời gian bằng cách nhanh nhất, tốt nhất và đạt giải là chủ yếu. Chúng ta sẽ không làm mất thời gian nữa, mà hãy chờ đón xem chị Siêu Black sẽ chinh phục thời gian trong vòng 1 này như thế nào dưới trò chơi Phục trang thể thao. Đến với trò chơi Phục trang thể thao, bạn sẽ đứng trên một bàn xoay và nhanh chóng mặc áo, quần, giày, vớ và mắt kính thể thao. Chướng ngại vật của bạn trong trò chơi này là hai thanh gỗ cản cao và thấp được gắn trên bàn xoay. Vừa mặc đồ, bạn vừa phải né các thanh gỗ này để có thể mặc xong trang phục thể thao không quá 49 giây. Bây giờ thì chị Siêu đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng. Vậy thì sẵn mời chị vào vị trí. Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để chị Siêu của chúng ta bắt đầu thôi. Đúng rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Cố lên, cố lên chị ơi. Cố lên chị ơi. Cẩn thận nào. Hết sức bình tĩnh, nhưng mà cái đồ này không phải cửa chị. Hồi nãy là cái này một đụng đầu chị có sao không vậy? Không sao. Tại có bị choáng váng không? Nói chung là chắc là lúc chơi là bị không có để ý, cho nên là không có đau. Nhưng mà có thể về nhà là đau. Bây giờ là giây phút hồi hộp nhất của chị Siêu Lách đây, bởi vì không biết là mất hết bao nhiêu thời gian. Chúng ta sẽ cùng hướng về mắt đồng hồ để cùng xem chị Siêu Lách của chúng ta đã sử dụng hết bao nhiêu thời gian. 52 giây. Có nghĩa là chị Siêu Lách nhà ta chỉ sử dụng hết 47 giây. Như vậy có nghĩa là chị Siêu Lách của chúng ta còn đến 52 giây để bước vào chinh phục vòng 2 với trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Nhưng trước khi chúng ta bước vào vòng 2 thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghỉ với Lao trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chinh phục thời gian. Của chúng ta ở vòng 1 đã sử dụng hết 47 giây. Ở vòng 2 chị còn 52 giây để chinh phục đoán thời gian bí ẩn. Nhiệm vụ của chị bây giờ cộng với sự năng động và nhanh nhẹn, đó là chiếc vô lăng. Chị sẽ xoay chiếc vô lăng để điều chỉnh kim giờ và kim phút. Khi mũi tên đi lên xuất hiện, điều đó có nghĩa là thời gian của chị chỉnh chưa tới, chị phải tăng lên. Và khi mũi tên xuống xuất hiện, chị phải giảm lại. Và khi đã xác định giờ, chị sẽ nhấn nút xác nhận bên kia. Và khi đã đúng giờ rồi thì nhiệm vụ còn lại rất đơn giản, chị chỉ cần đi tìm phút bí ẩn mà thôi. Chị sẵn sàng chứ nào? Chị sẵn sàng, nhưng mà trong đó kèm theo và vẫn hồi hộp. Chị sẽ có 4 tấm bảng thời gian 5 giây, 10 giây, 15 giây hay 20 giây. Đó là tùy vào sự lựa chọn may mắn của chị. Cho tôi mở ô số 2. Đó là... Được 20 giây cộng với 52 giây có nghĩa là chị Siêu Black được 72 giây. Một con số rất là tuyệt vời, có phải không nào? Vậy thì bây giờ Hoài Hiệp xin mời chị vào vị trí. Bây giờ thì chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Tiếp phút xuống rồi, xác nhận, xác nhận, xác nhận. Tăng lên, chị ơi. Tăng lên, chị ơi.
Chị Siêu Lết chúng ta đã ngã quỵ, nhưng không sao, chị Siêu Lết vẫn là người chiến thắng. Và bây giờ anh Hòa Hiệp có nhiệm vụ là sẽ cho tất cả chúng ta xem thời gian bí ẩn của chương trình có đúng như là chị Siêu Lết vừa ta cùng xem nào. Được hay không? 1, 2, 3, 10:25. Chị Siêu Lết ơi, em thấy là những người rờm rờm chưa chắc nhanh bằng chị đó. Giờ em biết cao. Khi mà chị muốn thật nhanh như vậy á, là chị cũng phải tập suốt một tuần ấy. Mặc dù là chị rất là bận nhưng mà vẫn để thời gian mình làm như thế nào để mình nhẹ, cái như là bớt ký đi. Và mình phải làm như thế nào để cho nó nhanh nhẹn. Tại vì chị nghĩ chị thấy các bạn rất là nhanh, mà chị nghĩ là chị chạy như thế này là cũng rất là mệt. Em biết, chị nghĩ là sau cái đợt này là chị xuống 5kg. Với việc đoán đúng phần giờ và phần phút, chị Siêu Black đã đoán được thời gian bí ẩn, nhận giải thưởng là 9 triệu đồng. Và... Chưa hết đâu. Hãy xem Ngọc Hương công bố tiếp đây. Và vòng 1 chị đã chiến thắng, nhận giải thưởng là 2 triệu đồng. Và cộng với giải thưởng ban đầu mà chị có được là 2 triệu đồng. Và tổng cộng như vậy thì chị nhận được giải thưởng là 13 triệu đồng. Nhiệt tình và chơi hết mình của chị Siêu Black. Chị Siêu Black của chúng ta trong ngày hôm nay là người chiến thắng tuyệt đối. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn chị Siêu Black đã dành một chút thời gian đến tham gia chương trình. Dạ, hẹn gặp lại chị. Hôm nay chị Siêu Lách của chúng ta thật là tuyệt vời, đã đem đến không khí của chương trình chinh phục thời gian của chúng ta thật là sôi động và hào hứng, phải không Ngọc Hương? Đúng vậy rồi anh Hòa Hiệp ơi, với sự trẻ trung năng động và tham gia hết mình với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, cả khán phòng của chúng ta và chắc chắn những vị khán giả đang xem truyền hình tại nhà cũng đã có một chương trình rất là thú vị cùng, cũng như là một cái sự rực lửa và nồng nhiệt cùng với chị Siêu Lách siêu tốc của chúng ta. Xin như quý vị và các bạn, ai muốn tham gia chương trình chinh phục thời gian thì hãy đăng ký theo địa chỉ Công ty cổ phần Lastar số 23 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị và các bạn nhớ đừng quên đón xem chương trình chinh phục thời gian được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Panadol cảm cúm đã tài trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Số 7 lèo nổi tí sợ luôn á. Khoan chỉnh lại, chỉnh ngay số 12. Tăng lên. Rồi, chắc tính bạn, chắc tính đi. Bây giờ thì giảm số. Giảm số. Bạn ơi. Nấm lưỡi, dân gian gọi là đạn trăng hay tưa lưỡi, là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ bỏ ăn, là bệnh chữa lâu.